các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về Java và lần này là đến mình sẽ thực hiện thao tác bài tập đây là yêu cầu nhập vào hai chuỗi S1 S2 và nối chuỗi S1 vào S2 và in nối chuỗi S2 vào cho chuỗi S1 và in cái chuỗi S1 ra ngoài màn hình. Đầu tiên là mình tạo hai chuỗi này. Mình tạo ra hai chuỗi A1 và A2, thực ra đặt S1 S2 mới đúng. Và yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi thứ nhất A1, yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi thứ hai là A2 này. Và tiếp theo mình dùng cái phương thức concat của string ấy. Là A1 sẽ bằng A1.concat A2, nó sẽ nối chuỗi A2 này vào thành chuỗi A1 và gán cho thằng A1 luôn. Và sau đó thì mình sẽ xuất cái chuỗi A1 ra ngoài màn hình. Và bây giờ mình sẽ run code các bạn xem nhé. CF6 này. Hãy nhập vào chuỗi A1. Nhập ví dụ như kiểu DN4 đi. DN4. Nhập vào chuỗi A2 với Ngọc Trinh nhé. Rồi mời chị Ngọc Trinh A4 thì khó lắm. Với Ngọc Trinh, enter. Rồi, đi ăn bún với Ngọc Trinh này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chuỗi đâu? Các bạn lưu ý nhá. Đây là mình, các bạn khi mình nhập cái chuỗi N4 này, ở đoạn cuối mình có do một dấu khoảng cách. Để khi lối vào chuỗi ấy, thì nó sẽ chữ V, nó sẽ không bị gắn liền với chữ L. Thông tin các bạn thử xem nhá. Lần này là đi ăn chuối. Chuối này, đúng không? Lần này là với Ngọc Trinh. Họ không với Ngọc Trinh nữa. Với ai giờ này? Với Tâm Tít đi. Chị Tâm Tít. Tâm Tít này. Đây. Enter. Đấy các bạn nhìn chưa? Chữ hai cái này nó không có khoảng trắng này. Nó chỉ thực hiện thao tác nối chuỗi thôi chứ nó không cách từ các bạn. Video của mình xin được kết thúc đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.